Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì ở video ngày hôm nay, mình sẽ làm một cái video về chủ đề Dreamers Soccer 2020 và một số các thủ thuật cũng như là cách cài đặt trong game. Thì đây là một cái video mà do một số bạn đã inbox trực tiếp vào Facebook, sử Zalo của mình, bảo là mình hãy hướng dẫn mọi người đi. Thì đầu tiên thì trước khi vào video thì mình muốn nói luôn là ở cái video này thì mình chỉ mang tính đó là hướng dẫn thôi, dành cho những bạn nào mà chưa biết thôi. Những bạn nào mà chưa biết, còn những bạn nào thắc mắc á, còn bạn nào mà biết rồi thì xin hãy đừng gạch đá, hoặc là xin hãy nếu mà không thích thì có thể không xem. Cái này mình chỉ giúp những bạn nào mà chưa biết này, bạn nào mà còn tò mò và còn nói chung là vẫn chưa hiểu về cách cài đặt của cái video ngày hôm nay thì bạn ấy xem, còn đâu thì các bạn không xem thì các bạn hãy để lại một lượt like, một lượt comment rồi các bạn đi ra nhá. Ok, thì ở video ngày hôm nay thì chúng ta đã mình sẽ hướng dẫn anh em cách thay đổi bóng ở trong game và cách thay đổi giày ở trong game. Cái này thì là một chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng khiến anh em rất là quan tâm. Và đương nhiên rồi, mình sẽ hướng dẫn anh em cách để có thể thay đổi những cái phần ở trong game như thế. Thì đầu tiên là khi cái bản update chúng ta được cập nhật thì có một tính năng cũng được thêm, đó là tính năng màu của bóng. Đây là phần game nhé, anh em bấm phần cài đặt này. Đấy. Và anh em bấm phần display này. Thì anh em cũng nhìn thấy chữ bo color. Đấy, bo color là màu của trái bóng, bo là bóng và color là màu. Thì mặc định là chúng ta hay để chữ automatic là nó có thể thay đổi theo từng điều kiện hoàn cảnh khác nhau, ví dụ là trời mưa thì nó có thể thay đổi quả bóng nào mà dễ nhìn, ví dụ là màu vàng này, hay là màu cam này, hay là màu gì mà nó phù hợp với từng loại điều kiện mà ở trong game nó thi đấu ạ. Đấy, thì automatic. Ngoài ra chúng ta cũng có thể đó là chỉnh sang bên trái, đó là white. Đấy, màu white là màu trắng cùng với màu trắng, màu chủ đạo là màu trắng. Ok, tiếp theo là yellow là màu vàng. Đấy, màu vàng này. Và orange là màu cam. Hiện tại ở trong game này quả bóng chỉ có 3 màu như vậy thôi. Mình nghĩ là trong phiên bản, những phiên bản cập nhật tiếp theo ạ, thì chúng ta cũng có thể là update được những trái bóng nữa và những trái bóng đẹp hơn như thế nữa anh em ạ. Đấy, có những cái phần mà đấy là ở cái phần cài đặt màu của trái bóng. Có những cái phần mà tổng quan cài đặt trong này á, thì mình có lẽ là mình sẽ để anh dành một cái video để mình làm tất cả review tất cả các cài đặt trong game để anh em có thể là rõ hơn và để chúng ta có thể cài đặt nhá. Đấy, thì cái đấy là phần đầu tiên, đó là mình hướng dẫn anh em cài đặt cái màu của trái bóng, thì nó đơn giản chỉ vậy thôi. Bây giờ thì mình nghĩ là anh em muốn màu nào thì anh em để ở đấy. Ví dụ mình sẽ để màu white nhá. White là màu trắng. Màu trắng thì mình nhìn thấy khá là ưa cái màu này. Đấy, thì đây chúng ta sẽ vào trận đấu xem sao nhá. Tiếp theo đó là màu mình cho anh em cài đặt cái gọi là phần màu của giày. Đấy, anh em vào phần cài đặt này, cái clay và cái khiên này. Đấy. Thì cái này là anh em custom team, nghĩa là anh em có thể là thay đổi những cái thứ ở trong game này. Đây là logo này. Đấy, mình custom luôn nha. Đấy, chúng ta có thể thay đổi bất cứ logo nào vào đây. Đấy. Tiếp theo đó là edit kit. Kit này thì các bạn cũng gọi là lên anh em dán những cái link kit vào. Cái này thì mình vẫn chưa mở khóa nha. Anh em mở khóa rồi thì chúng ta sẽ thêm logo nào mà mình thích, thêm vào đấu mà mình thích được rồi. Tiếp theo đó là edit name này, là tên này. Edit manager này là huấn luyện viên này. Nên là anh em huấn luyện viên nhá. Thì anh em chỉnh ai cũng được. Đấy, chỉnh các thứ này. Dầu giết các thứ này, rất là hay luôn. Đấy. Đây là màu áo này, màu áo cũng như là bộ mặt này, khuôn mặt này. Đấy, chúng ta thay đổi bất kỳ các khuôn mặt nào. Cái này thì mình nghĩ anh em đã biết rồi. Tiếp theo đó là phần quan trọng trong này, đó là phần thay đổi giày nhá, giày và số áo. Đấy, thì đây là đội hình của mình. Thì bước đầu tiên thì anh em hãy chọn cho mình một cầu thủ mà anh em muốn chúng ta thay đổi nhá. Ví dụ mình chọn Ronaldo này. Thì cái bot color đây là giày của chúng ta đang ở chế độ random, nghĩa là ngẫu nhiên ấy, thì nó hiện chữ dấu hỏi ở chữ đây này. Đây dấu hỏi đây này anh em này. Đấy, thì cái màu giày vẫn chưa có gì. Thì bây giờ mình sẽ chuyển nhá. Đấy. Black là màu đen này. Trắng là màu white này, gold là vàng này, red là đỏ này, blue là xanh này, pink là hồng này, yellow là vàng này, rất nhiều màu luôn, orange là cam này, purple là tím này,
brown này là nâu này, green là xanh này, đấy, gray là xám này, brown là random. Bây giờ mình sẽ để màu tất cả màu xanh cho chất nhá. Rồi thì đây chúng ta sẽ vào game và check sau. Đây, màu xanh nhá. Lấy mạng cũng vậy nhá. Anh em lại chút. Chuyển hết sang cái màu xanh kia. Đây, green này. Green nha. Đấy, mình chỉnh mấy cái thủ đầu ấy thôi. Thì nữa cho anh em xem. Tất cả các cầu thủ đều là random hết. Anh em muốn màu nào thì anh em chỉnh vào đấy nhá. Còn phần dưới này chỉnh số này. Anh em chỉnh bất cứ số nào cũng được. Anh em muốn bất cầu thủ mình số nào thì anh em chỉnh số đó. Thế thôi. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào game. Thì vừa nãy, ôi mình quên bấm bơm thể lực rồi. Thì vừa nãy thì chúng ta đã để quả bóng màu trắng anh em ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem quả bóng nó màu gì nhá. Đấy, trời mưa này. Anh em thấy không? Hiện tại quả bóng nó màu trắng này, đây này. Đây cho anh em xem. Đó, quả bóng màu trắng này. Đây. Đấy, hình ảnh quả bóng nó màu trắng này em nhá. Chuẩn chưa? Màu trắng đẹp này, được chuẩn chưa? Rất là ok nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ xem những cầu thủ. Đấy, xem những cầu thủ này. Những cầu thủ mà đây mình thấy dày nhá. Đây, những cầu thủ vừa nãy thêm một dày màu xanh đó là Kevin De Bruyne này, dày màu xanh này anh em nhá. Chuẩn chưa? Dày màu xanh này. Đấy. Hay là đây, Eriksen vừa nãy cũng thay dày màu xanh. Tất cả hàng tiền vệ, tiền đạo thay dày màu xanh hết này. Đây, Neymar này. Đấy. Ronaldo cũng vậy luôn. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong rồi nha. Đấy, đến đây thì có lẽ là mình sẽ đá một vài phút cho anh em xem. Chúng ta sẽ kết thúc video tại đây. Hiện tại thì video ngày hôm nay thì chúng ta chỉ có nội dung là chỉ có như vậy thôi. Đấy, ngoài ra thì cái việc mua bán ảo trong đợt Mixed Soccer 2020 thì mình vẫn nhận thu mua nhá. Mình mua tất cả các ảo của anh em. Và mình cũng bán anh em nhé. Anh em nào muốn mua thì cứ liên hệ với mình bán và làm đội hình theo yêu cầu của anh em. Thì hiện tại thì phiên bản mới thì nó fix rất là nhiều lỗi, rất là nhiều cái cách mà chúng ta có thể cày vàng nhanh. Thì bây giờ chỉ chúng ta chỉ cày vàng theo cách truyền thống thôi, nên là nó hơi lâu một chút, cũng như là nó gọi là thế nào nhỉ, hơi lâu và nó nói chung là nó cũng an toàn. Và ngoài ra thì giá cả nó cũng hơi đắt một chút anh em ạ, nên là bởi vì tốn hơn nhiều công thức, rất là nhiều công sức ấy, nên là chúng ta sẽ giá thành nó sẽ cao hơn một tí. Nhưng mà không sao, anh em nào đam mê thì cái số tiền để bỏ ra thì mình nghĩ là mình sẽ cho anh em một cái ạc mà anh em cảm thấy xứng đáng với số tiền của mình bỏ ra luôn. Đấy. Hiện tại thì mình vẫn mua bán đến tận trăm hơn trăm vụ rồi. Đấy, mua rất là nhiều, mua bán rất là nhiều luôn, trao đổi với anh em trên group như là trên Zalo. Đấy. Thì anh em nào muốn chụp ác chơi hay là muốn cày thêm vàng để xây dựng cái đội hình riêng của mình thì anh em có thể liên hệ với mình nhận hết mọi dịch vụ về game Đấu Đức Soccer 2020 này. Anh em cứ liên hệ với số Zalo nó hiện ở dưới màn hình á. Đấy là kênh của mình, đấy là Zalo của mình. Mọi thắc mắc hay là mọi các vấn đề gì mà anh em cảm thấy là nó cần thiết đối với anh em thì anh em liên hệ với mình. Đấy là Zalo á, chỉ là mình mua bán ảo thôi nhá. Còn mình sẽ không giải đáp bất cứ thắc mắc nào trên Zalo cả. Anh em nào muốn giải đáp thắc mắc thì anh em phải vào cái nhóm ở dưới á. Cái nhóm của mình lập ra để anh em trao đổi với nhau á. Các ID trong nhóm sẽ trả lời mọi thắc mắc của anh em. Đấy, cái đấy thì nhóm ở dưới thì mới là cái để mình trả lời các ý kiến. Còn nghĩa là cái ở Zalo là mình chỉ dùng để mua bán thôi. Mua bán và cây vàng trong đường Mixed Soccer thôi. Đấy, hiện tại thì thể lực của mình quên bơm thể lực nên là các cầu thủ thể lực của mình rất là yếu. Đấy, toàn bộ video hôm nay chỉ xoay quanh những cái vấn đề như vậy thôi. Anh em mà thấy video của mình hay á thì hãy để lại cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và một nhấn chuông để nhận thông báo nhất từ kênh của mình. Và ngoài ra thì anh em nào mà có nhu cầu hay là có vấn đề gì về Đấu Đức Soccer mua bán hay là gì đó thì anh em liên hệ ngay với mình để chúng ta cũng có thể có những cái ảo ngon nhất và đúng với giá tiền của mình nhất. Và mình sẽ không để làm anh em, mình không để anh em thất vọng với những gì mà anh em sẽ bỏ tiền ra đối với dịch vụ của bên mình. Đấy. Thì an toàn và bảo mật và sự hài lòng của các bạn là sẽ là niềm vui của bọn mình, nên là anh em cứ
yên tâm là không có gì lừa đảo cả. Mình bán trên YouTube này thì công khai rồi, không bao giờ có chuyện lừa đảo anh em ạ. Lừa đảo thì mình chắc chắn sẽ dính những bài post rồi. Đấy thì mình sẽ không bao giờ làm như vậy. Lừa đảo chỉ lừa được 1-2 lần thôi. Còn đâu như vậy thì người ta sẽ biết rồi, không cần phải post hay phiếc gì cả.